tại mình làm thật ra không tốn gì trơn á, cái điện thoại và cái chân giờ các bạn ngồi nha, mọi người thấy không, mọi người thấy không ngồi làm không, Ừ. đó là đặt ở cái phòng khách, quay ra cái ban công của mình và ngồi đó nói thôi, Ừ. không có gì là đầu tư hết đó, không có gì đầu tư, và bản thân mình cũng đầu Kiếm tư xả gimbal luôn. đầu tư gì gimbal hả? À, Đầu tư gimbal chưa? nhưng mà đầu tư xong đi quay, sau đó xong dùng gimbal cầm tay quay Ừ. à. Nó khó xài đúng Đúng rồi. không? Như chúng ta đã biết là rất là nhiều người các bạn đang ấp ủ một cái dự định là sẽ xây dựng cho mình một cái kênh YouTube riêng, một cái nơi để chúng ta chia sẻ những cái đam mê của mình, cũng là một cái nơi mà chúng ta sẽ có thể bán hàng hay là tiếp cận nhiều hơn khách hàng của mình trên đó đúng không nào? Nhưng mà điều kiện chúng ta không cho phép, chúng ta không có kiến thức, chúng ta thiếu kỹ năng và chúng ta cũng không có thiết bị gì, không có máy quay phim gì hết, chúng ta chỉ có một cái điện thoại thôi. Thì làm sao bây giờ? Yên tâm, trong chương trình này tôi đã mời tới đây một nhân vật sẽ giúp cho các bạn giải mã được hết những cái thắc mắc đó của tất cả chúng ta. Liệu chỉ có một điện thoại thì chúng ta có thể xây dựng cái kênh YouTube, một kênh YouTube thành công được hay không, và có thể mang lại thu nhập, có thể giúp cho chúng ta bán hàng được hay không? Trước khi mời khách mời lên đây để giao lưu với tất cả chúng ta thì tôi có một cái video clip mời các bạn hãy cùng theo dõi. Nên là hôm nay BNTV làm clip để nói về vấn đề này, sẽ giúp cho anh chị có đầy đủ thông tin để đưa ra cái lựa chọn phù hợp cho cái việc trồng lan ở nhà mình. Anh chị nhớ bấm đăng ký kênh và bấm bật chuông thông báo để ủng hộ BNTV cũng như là không bỏ lỡ bất kỳ clip nào của BNTV sau này nha cả nhà ơi. Châu đầu em. Rồi, đầu tiên mà để biết sơ dừa tốt hơn hay là than củi tốt hơn thì mình sẽ phân tích cái ưu điểm của sơ dừa là gì, nhược điểm của sơ dừa là gì, và ưu điểm của chất trồng là than là gì, và nhược điểm của chất trồng than là gì, thì từ đó mình sẽ có được cái lựa chọn chính xác nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ bàn về hai cái chất trồng này ha, để mình xem coi cái chất trồng nào nó tốt hơn chất trồng nào. Đầu tiên là sơ dừa. Về cái việc mà dễ tìm dễ mua đối với của sơ dừa thì nó cũng rất là dễ dàng. Ở dưới quê thì mình có thể tìm kiếm quanh nhà mình nó có sơ dừa. Đầu tiên thì cũng cảm ơn Thông đã nhận lời tham gia cái chương trình này để giao lưu cùng với mình, với tất cả các học viên cũng như những rất là nhiều người đang trong quá trình xây dựng kênh YouTube của mình. Đó, từ con số 0, và đa số các bạn ở đây cũng sử dụng cái điện thoại thôi để quay, để dựng clip 100% luôn. Và với một cái người đã từng trải qua cái kinh nghiệm xây dựng kênh YouTube từ bằng điện thoại từ nào giờ luôn tới bây giờ luôn, kể cả bây giờ là đã đạt nút bạc rồi nhưng vẫn tiếp tục sử dụng điện thoại, Thông sẽ chia sẻ nhiều cái thông tin hữu ích cho tất cả các bạn. OK. Rồi mình vì cái nhu cầu chia sẻ nên mình có động lực để mình lập cái kênh ra, mình chia sẻ với mọi người. Mà để mà vượt qua được cái cảm giác sợ đó thì nó cũng một thời gian rất là dài. Mọi người thấy là lúc mà những cái clip lần đầu tiên làm đó, nó e ngại lắm, không nói, không dám nhìn vô camera luôn. Đó là mọi người thấy là làm rất mạnh dạn bắt tay vào làm, cứ quay clip Ừ. này dở kệ nó, đừng có, phải vượt qua được cái cảm giác mà mắc cỡ đó thì mình sẽ làm được. Và nó có nhiều cách để vượt qua. Rồi cái thời gian đầu thì khi mà bắt đầu làm á thì không làm có đều không? Một tuần làm được bao nhiêu clip? Thật ra thời gian đầu mới là thời gian đỉnh nhất của kênh. Là sao đỉnh Đúng nhất? rồi, lúc đó là kênh nó tăng trưởng, mà tăng trưởng thẳng đứng vậy nè. Bản thân Điền Quân họ cũng liên hệ với mình để mà họ đưa mình vô network á. Nhưng mà do cái công việc kinh doanh á, nên là mình làm không, với bản thân mình biết cái ngành của mình đó là một cái đối tượng xem nó nhỏ, nên mình thấy cái cơ hội mà để phát triển mạnh đó thì nó sẽ không có, nên mình không tham gia, tại người chơi lan rất là ít, trong cái nhóm này thị trường ngách mà. Mình làm kênh chủ yếu để chia sẻ và để cũng là bán hàng là chính, chứ còn để mà phát triển mạnh hơn nữa thì cái thị trường này nó hơi bị ngách. Và dĩ nhiên là đều đặn thì lúc đó làm cũng không có theo một công thức nào hết, gọi là hứng hồi nào làm hồi đó. Nó kiểu mình cũng là tay ngang mà, mình đâu có là một YouTuber chuyên nghiệp đâu, nó có kịch bản bài bản gì đâu. Cứ hứng một nửa đêm cũng vác điện thoại ra quay. Nó clip hồi nãy coi là quay lúc 11, 12 giờ khuya đó.
Nhưng mà mình dựa vào cái gì để mình làm clip? Ví dụ như là mình dựa vào cái chuyện là mình nghĩ là mình làm clip để cái đó để chia sẻ cho người ta biết cái cách để chăm sóc lan, hay là mình dựa vào cái gì mình muốn để người ta biết để mình bán hàng hay sao, cái động lực nào á? Dựa vô cái thế mạnh nhất của mình. Thế mạnh nhất là cái sự hiểu biết về lan hả? Đúng rồi, ví dụ bây giờ mình thứ nhất là đam mê. Nếu nếu bạn chọn được một cái lĩnh vực mà bạn đam mê thì bạn sẽ hiểu biết rất là nhanh. Ví dụ bạn bạn tiếp cận thông tin và bạn thu thập thông tin như người bạn nhanh hơn người bình thường. Nếu bạn nhiều đam mê hơn người ta thì sau khi bạn thu thập thông tin, bạn xào nấu trở thành một thông tin của các bạn, rồi sau đó bạn chia sẻ ngược lại cho những người tập tành, thì tại mình đã trải qua cái thời gian đó rồi, mình chia sẻ ngược lại thì mình sẽ thu hút được nhiều người xem, là những người giống như mình hồi xưa, là những người cũng trải qua cái giai đoạn mà tập tành chơi lan, tập tành chơi lan. Thì mình cứ căn cứ vô cái gọi là, dĩ nhiên nó có Đam cái mê. kỹ thuật, nhưng nếu mà nói về kỹ thuật làm YouTube là SEO rồi phân tích từ khóa này kia, nó sẽ rất là dài. Nhưng mà nếu mình cứ làm theo cái đam mê của mình trước, cái thế mạnh nhất của mình trước, rồi từ đó YouTube nó sẽ dạy mình là mình sẽ nên chọn cái nhóm nội dung nào. Tại vì cứ mình làm 10 clip mà có một clip đỉnh nhất làm biết cái nhóm nội dung đó là người dùng Là của người xem của mình họ quan tâm đó, thì mình cứ thế mình theo. Nên nên, nên là không có nói một cái câu là YouTube nó sẽ dạy mình. Dĩ nhiên khi mình làm đó là mình sẽ phát hiện ra là cái clip nào nhiều người xem thì cứ nhóm nội dung đó mình đi theo thôi. Còn dĩ nhiên kỹ thuật mà nâng cao để mà phân tích từ khóa rồi làm SEO này kia nó có, nhưng mà mình nói thì nó hơi phải thời gian nhiều mới nói hết được. Nhưng mà kiểu mình làm mà mình muốn YouTube nó dạy cho mình thì chắc là mình phải làm nhiều á. Chứ mà mình làm Đúng vài rồi, clip làm sao nó dạy được, đúng không? Mình phải giờ làm đúng rồi, nhiều. thử 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 cứ mình kiên trì, mà mình kiên trì tại mình làm thật là không tốn gì trơn á. Cái điện thoại và cái chân về các bạn ngồi vậy, mọi người thấy không, mọi người thấy không ngồi làm không, đó là đặt ở cái phòng khách, quay ra cái ban công của mình và ngồi đó nói thôi, không có gì là đầu tư hết đó, không có gì đầu tư. Và bản thân mình cũng đầu Kiếm tư gimbal sẵn luôn, luôn. Đầu tư gì, gimbal hả? Đầu tư gimbal, chưa? nhưng mà đầu tư xong đi quay, sau đó dùng gimbal cầm tay quay Xài đúng không? đúng rồi. Nó nặng. Mà mỗi lần mình gắn gimbal mình phải cân. Mình cân đồ này kia nọ. Nhiều khi nó không tiện. Mình cầm cho nó nhanh luôn. Đúng rồi, cầm cho nhanh. Mà bản Cho nó thân mình xem mấy cái clip mà nó tự nhiên á, kiểu nó thật ra thì mình làm vlog mà, chứ đâu phải mình làm điện ảnh đâu, nên là cái đòi hỏi kỹ thuật là Full HD hay 4K hay là chống rung này kia nó không cần nhiều. Nên các bạn làm YouTube, các bạn đừng có nghĩ là phải đầu tư một cái dàn gì đó dụng cụ. Thật ra cái con mà điện thoại mà làm nhiều view nhất của mình đó chính là những con điện thoại Sky A870. Còn sau này đầu tư là mấy con cao cấp hơn là ít view lắm. Tự nhiên đầu đầu tư cái con xịn hơn là view ít hơn. Nó lạ Đúng vậy. rồi, đúng rồi. Có nghĩa là thật ra là mình làm dạng vlog thì không cần đầu tư kiểu như kỹ thuật như là chống rung này kia nọ, nhưng mà quan trọng nhất là mình nói đừng có rung là được rồi. Đúng rồi, nói không luôn đúng rồi. Nói là ok là được. Về cái nội dung á, nội dung nó quan trọng. Có điều là theo thời gian ai cũng vậy, theo thời gian làm thì người ta sẽ nâng cấp dần, người ta sẽ nâng cấp dần lên. Ví dụ như là nâng cấp về cái nội cái SEO, mình sẽ biết cách đặt cái tựa, biết cách chọn chủ đề, biết cách tag rồi kêu gọi đủ thứ á. Thì Đúng đó là rồi. những cái từ mình học được dần dần dần. Đó, nhưng mà nếu mà mình từ đầu mình học được bài bản thì có lẽ là mình sẽ đi nhanh hơn chút, và mình đỡ cái thời gian mình thử nghiệm, cái giai đoạn mình thử nghiệm nhiều thứ, đúng Bởi không nãy Phong mới nói là mọi người bắt cái bí quyết thành công của một bản thân Phong á, đó chính nào? là đừng nghĩ, cứ làm thôi. Cái giai đoạn mà Phong nghĩ và rất là nhiều người mới làm giống Phong sẽ ngồi đó và nghĩ rất lâu, Nghĩ bắt đầu rất nghĩ nhiều. chủ đề này, nghĩ chủ đề kia, và nghĩ mình lập kênh về cái gì, mình sẽ đặt tên kênh sao, rồi nghĩ là mình ngồi nghĩ nghĩ nghĩ. Nhưng mà nhiều khi thời gian nghĩ của mọi người là từ năm này qua năm kia luôn kìa. Nên là Mất cái thời chuyện là gian. Thông cũng vậy, mà Thông hồi xưa cũng vậy á, bắt đầu cũng ngồi nghĩ, bắt đầu thấy người ta làm YouTube đồ hay quá ta, mình sao bây giờ mình làm sao, rồi mình suy nghĩ mình sẽ làm cái gì đó. Thế là mà ngày đó tự nhiên mình thấy à, đam mê của mình là mình thích chơi trồng lan, thích chơi lan thôi, cứ bắt tay vô làm. Và thật sự cái kết quả nó bất ngờ lắm mọi người, là mọi người cứ làm trong thời gian đầu, ví dụ như thời gian đó khoảng là 1 năm trời á, view rất thấp. Một năm là virus thấp luôn. Đúng rồi, Kiên 1 năm view, tại vì mình không dám, biết sao, không dám trường cái mặt mình lên trên À, quay kiểu trên kiểu như màn hình. là voice off thôi đúng không? Quay lan thôi, không Đúng quay mặt rồi, luôn đúng rồi.
Đúng rồi, không có dám đường luôn. À. Nhưng mà thật ra có người người xem họ thích, tôi đang xem ai nói vậy. Ừ. Đó thì mình cứ đưa cái mặt mình lên, tại cái bệnh là bệnh sợ camera mà. À nhưng Là mà khi mà mình dũng cảm mình vượt qua được bệnh đó. nhưng mà mình quay kiểu như behind the scene, mình quay phía sau, mình quay cái kiểu như là chỉ có nói thôi, không có cái mặt mình. Một thời gian ta theo dõi rồi đúng không? Đã một thời gian theo dõi rồi, cái một ngày mình lật cái điện thoại lên, mình quay cái mặt mình, cái người ta có bất ngờ không? Ta có Bất hối hận không? Kiểu lấy hết hồn đó. Thì nó vui thôi chứ là quay lại cái chủ đề chính của mình thì cho tới ngày hôm nay là cái kênh của mình cũng không phải là quá lớn, không phải là quá thành công so với cái thị trường YouTube, nhưng cũng có thể nói là đạt được cái nấc thang, một trong những nấc thang quan trọng là nút bạc. Thì ai mà làm YouTube thì ai cũng mong muốn tới cái vị trí đó, là vị trí đầu tiên đúng không? Và trải qua cái giai đoạn đó thì nếu mà nói về ba, mình chọn ra ba cái bí quyết, ba bí quyết nha, quan trọng nhất để xây dựng một kênh YouTube thành công, thì đó có thể là gì? Đó Thì là có thể là gì? cái mà đầu tiên đó chính là nãy như như Thông cũng nói là chọn đúng cái thế mạnh của mình, Thế mạnh đầu tiên là nghĩa thế là không mạnh ấy, mà thật ra không phải là thế mạnh nữa, đó là đam mê, chọn đúng cái đam mê. đam mê À, mê, chứ tại vì bởi vậy trước đó thật mới ra có cái mê lan đúng đúng rồi, chính xác, tại không? vì trước đó là mình không có thế mạnh về nói trước ống kính hay là làm clip làm gì đâu, mình không có, nhưng mình chọn đúng cái đam mê. Và cái đó là một từ, đó là đừng nghĩ mà hãy hành động đi, cứ làm cứ Hành làm cứ làm, nó sẽ dẫn dắt của mình đi tới được cái tự nhiên mình sẽ biết là à làm YouTube như thế nào sẽ có nhiều người người xem, rồi đừng động. đối tượng xem của mình thì họ sẽ quan tâm tới những nội dung gì, tự động mình làm là mình sẽ biết thôi. Thực ra hồi đó cũng đâu Rồi. biết là sẽ đặt tiêu đề làm sao rồi thiết kế thumbnail sao đâu, nhưng mà lúc mình làm cái từ từ cái mình biết mình thiết kế cái thumbnail cái tiêu đề như thế này thì sẽ thu hút được hơn đó, kiểu vậy. Còn dĩ nhiên mà Rồi. bây giờ nó có nhiều lớp học rồi, chẳng hạn như lớp học của Thuận đây thì cũng chia sẻ với nhiều cái kỹ thuật làm YouTube rồi, thì mọi người sẽ có cái gọi là ưu thế hơn so với Thông hồi đó. Hồi đó Thông làm thì cũng gọi là Google tí thôi chứ đâu có mấy lớp học phổ biến giống như bây giờ. Và thật sự những người hồi đó có những người thành công, chưa chắc họ biết họ thành công là gì, nhưng mà sau một thời gian dài thì sẽ rút ra được những bài học quý báu cho để mà truyền lại cho những người mới. Thì bây giờ nó có nhiều cái lớp hơn. Cái thứ ba là phải học hỏi, nghĩa là học từ cái hành động của mình á. Nghĩa là khi mà bạn bạn làm clip ra rồi bạn đặt tiêu đề kiểu này, bạn làm thumbnail kiểu này, rồi bạn đặt từ khóa kiểu này thì hiệu quả hay không, phải nghĩa là mình clip đó nó fail, nó bị thất bại, mình phải ngồi mình nghiệm ra là vì sao nó thất bại. Là clip đó nó có nhiều nó vô nó cắn view thì mình phải nghiệm ra ủa tại sao nó được vô view. Đó là mình phải rút được bài học cho mình, thì từ đó mình sẽ phát triển cái kênh của mình nó đi theo đúng cái định hướng mà cái nhóm đối tượng mục tiêu mình hướng tới. Tại vì mình đâu có công cụ nào nghiên cứu đối tượng mục tiêu ngoài cái là mình xem những cái clip mình làm đâu. Thì nghĩa là một là chọn đúng cái chủ đề mà bạn có đam mê, có thế mạnh trong đó. Cái thứ hai nữa là bạn phải làm. Và cái thứ ba nữa là bạn phải phân tích những cái việc bạn làm thất bại vì sao, thành công vì sao, ít view vì sao, nhiều view vì sao. Có những clip rất là nhiều view mà không có bình luận là vì sao, thì đó mình mới cải tiến dần, à muốn phải làm sao nhiều view mà nhiều bình luận nữa kìa. Đó thì mình phân tích tại sao nhiều view mà nhiều dislike hay nhiều like thì đó cũng là phân tích. Đó là mình cải tiến dần 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 ra, mình biết cái nguyên nhân thất bại và nguyên nhân thành công thì mình sẽ làm cái clip của tốt hơn. Hay quá, có nghĩa là mình học hỏi từ những cái mình đã làm. Đúng Mỗi rồi, cái làm nhiều view ít view, nhiều like ít like, mỗi cái là đều là nó dạy cho mình một điều gì đó. Mình nhìn vô cái clip đúng rồi, đúng mình thấy là view nó nhiều mà sao không ai comment, rồi. thiếu cái gì đó đúng không? Rồi mình nhìn cái Đúng clip mà thấy rồi. là comment quá trời mà view không có, là có cái lý do gì đúng không? Từ đó và mình Đúng sẽ rồi. điều chỉnh. Một cái mà rất là quan trọng đó chính là kiên trì. Phải kiên trì, Kiên nếu mà không đủ đam mê để theo đuổi thì một năm là không bỏ rồi. Làm hoài cũng trì. thấy lượt xem lèo tèo vài trăm. Thế là mình sau đó mình đi đúng với cái chủ đề mà người ta thích. Và nếu mà nói về cái nội dung á thì nhiều người bị mắc cái sai lầm khi mà làm YouTube á. Bản thân ví dụ như ra làm YouTube, mọi người thứ nhất là mắc sai lầm đó là phải chuyên nghiệp, phải thiết bị này thiết bị kia rồi ấy, đó là một cái mắc sai lầm. Nội dung cũng phải hấp, nghĩa là sao,
cũng phải là ghê gớm lắm, nghĩa là không phải dùng từ hấp dẫn mà nội dung phải là chuyên nghiệp luôn, nội dung mình nghĩ gì đó lớn lao, nhưng mà thực ra trên đó, trên kênh của mình đó, những cái nội dung mà nội dung cơ bản nhất là nội dung nhiều được xem nhất, những nội dung mà mình nghĩ là ồ không lẽ mình bây giờ mình đi ra nói mấy cái nội dung này ta, nội dung này ai cũng biết rồi, nhưng mà không, đó là nội dung nhiều người xem nhất, nên mà đừng nghĩ gì cao siêu. Thật ra những cái thứ mà cơ bản nhất là nhiều người xem nhất, thật ra kênh clip trên kênh Medan TV là thực tế đó là vậy, kiểu giống như nấu ăn đi ha, nấu ăn mà nấu nâng cao thì chỉ vài ông đầu bếp nấu được thôi, còn nấu mà nấu quốc dân đó là rất nhiều chị em coi được đó, kiểu như vậy, nội dung rất rất là dễ. Có nhiều cái mình cứ tưởng đâu là người ta không quan tâm tại đề tài nó thường quá. Ví dụ như là có Đúng một rồi. clip là làm sao để bỏ một trái sầu riêng. Trời ơi. Làm Trời sao để ơi, quá bỏ một trời trái người sầu ta. riêng. Tự nhiên lại quá trời nhiều coi. Mình không không Đúng rồi. tưởng được triệu triệu mấy lượt xem. Còn mình chia sẻ là bí quyết khởi nghiệp kinh doanh và kiếm bạc tỷ, ít người xem. Đó, Kỳ tại vậy vì đó. nó khó, tại cái mức độ mà càng khó là càng nhiều ít người xem. Rồi, khó ít người xem nó bị Đúng kén, nó kén nó tưởng đúng không? rồi. Thì hồi Thật xưa mình đi học về mà mấy cái bài mà học cơ bản là ai cũng học được, ai cũng cũng làm được, còn mấy bài nâng cao là chỉ có vài đứa làm được thôi. ví dụ nói Kiểu về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tán gái đồ rồi, ai cũng học được. Còn mà vậy. dạy về kỹ năng giao tiếp quốc tế đồ cái là nó ngủ hết trơn đúng không? Kiểu Đúng vậy đó. rồi, nên là mình làm nội dung thì mình đừng có nghĩ gì nó cao siêu lắm, nghĩa là không có gì khó, làm YouTube rất là dễ luôn, Lại vậy làm rất YouTube là mình dễ, phải mình có cứ sân chọn nội dung mà mình. đó, như vậy thì phải làm YouTube là mình phải có một cái câu slogan không có việc gì khó, chỉ phải làm cho nhiều đó. Làm nhiều đúng, làm nhiều đúng, nhưng mà phải cũng kết hợp với cái mà không nói là phải rút ra được. Rút chứ làm mà À, cứ có một cái sai làm hoài ít làm hoài cũng chết. đúng rồi, Thôi bây đúng rồi. giờ không không phải chia sẻ đi cái này đi. Tức là trong quá trình mà Thông hờ làm xong rồi rút ra kinh nghiệm thì Thông thử rút ra một vài cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ, ví dụ như là để cho người ta comment nhiều hoặc là để người ta xem cái kênh mình nhiều, người ta xem clip này xong người ta xem clip kia thì mình sẽ làm những gì mà Nếu mà kinh nghiệm thì về nội dung đi, về nội dung thì như như nãy Thông cũng đã nói rồi, làm cái dễ, làm cái mà nhiều người biết, nhiều người quan tâm, lại còn làm cái khó là ít người coi lắm, giống như trồng lan cơ bản thì rất là nhiều người coi, còn mà trồng lan nâng cao thì họ chỉ vài người coi thôi, tại nhiên Đúng rồi. đâu có ai giống lên lên học lên tiến sĩ thạc sĩ rồi là ít người học lắm, nhưng mà học cơ bản phổ thông rồi rất là nhiều người học, đúng không? Thì mình cứ làm nội dung là nội dung cơ bản trước, tùy Cơ cái bản chủ đề mà người chọn, như trang điểm, là ví ví trang ví điểm dụ thì như cũng là trang là điểm cơ bản. cơ bản cái gì phải cơ bản trước đúng À, không, đúng rồi, mình đi giao cơ tiếp bản cơ thì mình sẽ tiếp cận được. à, trồng lan cơ Mình sẽ tiếp cận được số lượng lớn người xem hơn, mà thật ra thì cái người ra làm á sợ người ta chê, cái bản. ngại á, sợ ta chê không dám làm mấy cái cơ bản, cứ làm nó gì đó nâng cao đó để làm thể hiện mình mình hiểu biết, hay là mình cũng biết trong lĩnh vực này á, nên là sẽ ít người xem, thì khi cái động lực mà nhiều người xem nó sẽ cho mọi người làm thêm cái nhiều động lực để mọi người làm tiếp, đó là về vấn đề nội dung. Rồi còn về nội dung, tiếp tục là nội dung là mọi người đừng tham, nghĩa là cố gắng nói quá nhiều thông tin trong một clip, Chia sẻ ít ít thôi. đúng rồi, chẳng hạn như cái muốn trồng lan này đã trồng xong là phải tưới đúng không, tưới thì à với hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn trồng xong thôi đúng không, thì hôm sau thì mình bắt đầu mình sẽ làm một clip là tưới, hoặc là những chia nhỏ nội dung ra, chia nhỏ từng, nghĩa là chia nhỏ nhưng mà trọn ý, chứ mà đừng chia nhỏ mà nó nát ý, nghĩa là mình chia nhỏ nhưng mình coi xong đó là có gì đó tồn động lại trong người ta, có gì đó học hỏi, có gì đó giải trí, hay có gì đó nghĩa là nó trọn ý trong một cái clip, Phải phải rồi phải lúc nói sau kiểu mình như làm. hết 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 cái ý đó, Đúng rồi, đúng rồi, phải nói hết chứ cái còn ý mọi đó chứ đừng có kiểu như là câu người. view, ví dụ rồi nói xong cái mời các bạn hãy đón xem video tiếp theo nữa là cái đó nó chưa nói xong luôn thì người ta sẽ Đúng bị rồi, đúng hụt rồi, chưa hẫng. hết ý, chưa hết ý. Còn đừng nên đưa quá nhiều ý, là nói xong ý này, nói xong nói tiếp ý khác trong một clip thì mình sẽ rất là nhanh đuối ý tưởng. Cho nên là mình cứ chia nhỏ, tại clip thì nó cho mình 3 phút, 5 phút, cỡ 10 phút đổ lại là như vậy là ổn rồi. Đó về 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 nội dung. Còn về hình ảnh thì
Nói chung là tùy cái đối tượng đó, tùy cái đối tượng người xem của mình đó, thì họ sẽ có cái cách mà làm hình ảnh, làm nội dung nó giật gân hay không. Ví dụ bên bên Lan đi, bên Lan là người chơi, là nói chung chơi Lan là luyện tính mà, người ta cũng điềm đạm này kia, mình giật gân quá người ta không thích đó, kiểu vậy. Đúng Nhưng mà rồi, mình hiểu được cái hành vi hiểu được cái hành vi người người chơi xem của lan mình. là người ta nói là đàn ông á mà chơi lan á là rất là yêu vợ đúng không, và vợ rất là yên tâm khi thấy một người đàn ông là mê lan hoặc là mê cây kiểng, có đúng Không chơi lan mà chơi lan gì cần phải không? nói rõ. Chơi lan gì nữa, có nhiều lan lắm hả? Giờ phân tích đi, lan gì Rồi, chứ tôi có biết, đâu có ví biết lan gì, tôi biết dụ như lan chơi là lan. lan, ví dụ chơi lan như cũng như của Mê Lan TV á, thì vợ rất là an tâm, còn mà chơi lan mà 45 kg hay là chơi lan nhà hàng xóm thì vợ rất là lo lắng. Còn lan và điệp nữa. Kiểu Đó. đó, đó thì một cái như nè, bây giờ tôi cũng thắc mắc một cái là mình thông thống kê lại là mỗi clip YouTube thường thường cái lượt xem nó tới từ cái gì là thường là nhiều nhất, từ đề xuất, từ tìm kiếm hay là từ cái gì là nhiều nhất, Từ đề xuất đề xuất nhiều nhất, chắc chắn à là nó từ đề đề xuất xuất. lên từ đề xuất nhiều nhất, Đúng rồi, tại vì và cái đó là bản thân từ từ kênh của Thông nha, nghĩa còn kênh khác thì Thông không biết, nhưng mà bản thân kênh của Thông là từ đề xuất. Mà thật ra thì Thông nghĩ những kênh khác nó cũng từ đề xuất, khi mà nó bắt đầu nó có tương tác, nghĩa là cái đối tượng là người đăng ký, người theo dõi mình đó, họ sẽ nhận được thông báo. Nếu mà nó dò xét cái chuyện đó mà những người được thông báo này họ đánh giá tốt, họ tương tác tốt với clip của mình, thì bắt đầu nó sẽ đẩy đề xuất, mà đẩy 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 là mà những người được đề xuất tiếp tục họ tương tác và tiếp tục họ xem lâu hơn nữa, giữ chân được họ nữa, thì nó lại tiếp tục đề xuất đó. Thì cái mà muốn được đề xuất thì nó nhiều yếu tố. Cái thứ nhất là về về hình ảnh mình, hình đại diện, về tiêu đề và về thumbnail cái thời nè, những nội dung của mình. Cái nội dung ban đầu mình bắt đầu á ấn tượng, nhưng về sau mình phải giữ chân được họ, đúng không? Chứ mình có 30 giây đầu tiên rất là ấn tượng nhưng phía sau không có gì hết thì tỷ lệ thoát cao thì nó lại cũng không không ok. Nó nhiều yếu tố, nhưng bên bên kênh của Melan TV thì là từ đề xuất là nhiều nhất. Dĩ nhiên từ là từ tìm kiếm là để làm gì, từ tìm kiếm là để ra đơn hàng. tại vì người ta đã tìm kiếm là người ta đã có nhu cầu sẵn này, Đúng rồi, đúng không? Nên cái việc mà tìm ra đúng rồi. cái clip đó, sau đó từ cái chuyện thấy cái clip đó, xem clip đó và mua hàng, nó sẽ diễn ra một cách dễ dàng và Đúng rồi, tự nhiên, à, đúng đúng không? rồi. Cho Nghĩa nên là từ là tìm cái kiếm, biết sao Google, mấy mấy các bạn mà làm mà dự định bán hàng trên YouTube á, thì nó có cái ưu điểm mọi người cần phải khai thác này. Google dĩ nhiên nó sẽ ưu tiên cho YouTube, người search nhà nó mà ra clip, họ search ra cái clip lên top đầu này, có từ khóa mà làm ok là lên top đầu này. Như bản thân ví dụ như bên Melan TV mà chuyên bán đèn rô, lan đèn rô nắng á, cái lan đèn rô mà trên màn hình đó là mọi người cứ search lan đèn rô nắng, là cứ Melan TV lên mấy clip như này, nó là cái ta vô mà mọi người ta biết đâu, người ta tìm cái đó là ta chắc chắn ta sẽ có nhu cầu mua hàng. Thì cái đó là mình chuyển đổi lượt xem thành đơn hàng. Và bán hàng được là cũng từ kênh YouTube rất nhiều đúng không? Như vậy thì Chắc chắn. hai nói về làm YouTube thì có rất là nhiều nguồn thu nhập luôn, nhưng mà với kênh Mê Lan thì mình chia sẻ xem là mình cái kênh thu nhập chính mà từ cái kênh YouTube của mình là những cái nguồn nào. Bán hàng Bán hàng, à bộ kênh bán hàng tức là khách nhiều hàng họ nhất là tìm thấy bán mình hàng, nhiều. À đúng rồi. Rồi khi mà mình làm kênh ra thì mình sẽ tập trung được những cái đối tượng, những người xem cùng sở thích, đó là khách hàng mục tiêu gì nữa, đúng không? đúng rồi. Nên là mình chia sẻ những cái mặt hàng mà mình thích thì bản thân khách hàng họ cũng thích thì họ sẽ sưu tầm, họ sẽ mua như bản thân mọi người. Nhưng mà mình phải như thế này mọi người, nếu mà là người làm YouTube đó, thì mọi người phải trước tiên là phải chia sẻ lợi ích cho cộng đồng trước đã, rồi sau đó mới nghĩ tới chuyện bán hàng. Còn còn dĩ nhiên kênh của mình mới lập ra 1.000 lượt đăng ký vẫn có đơn hàng, chưa có lượt đăng ký nào vẫn có thể phát sinh đơn hàng. Đó, hay chưa mọi người? Đó, cái đó các bạn phải lưu ý nè. Cái kênh mình lập ra chưa có lượt đăng ký, không, chưa có được 1.000 đăng ký luôn thì vẫn có thể bán được hàng. Như vậy cái việc bán được hàng nó đôi khi nó không phụ thuộc vào lượng sub, lượng đăng ký đâu, đúng không? Những cái clip đầu Đúng rồi, đúng tiên rồi. thôi, những hay thôi, những người coi thôi, những cái người ta biết thì người ta vẫn có thể mua hàng. À, chính xác là như TikTok là đó nó là thể một hiện cái cái đó kênh. rõ nhất nha. TikTok là nó thể hiện cái đó rõ nhất, là không cần có lượt đăng ký, lượt follow, chỉ cần lượt xem là có đơn hàng. Đúng không? Thì nó là cái nhưng mà nếu mà theo mà lý thuyết
làm sao mọi người cân đối được giữa chuyện bán hàng và chuyện mang lại lợi ích cho cộng đồng, Ừ, phải cân đối cái đó. nghĩa là mình chia sẻ lợi ích, mình chia sẻ và mình cân đối chuyện đó, chứ mình đừng kênh của mình ra mình bán hàng hoài thì cái độ tương tác nó sẽ giảm dần đó, nó mất, gọi là mất tương tác đó. Bản thân Facebook mọi người như thôi lên bán hàng hoài là mất tương tác, xong rồi lại phải lọc Nhưng mà brand rồi này kia đó. mình có một cái công thức hay là mình có một cái tỷ lệ gì để mình cân đối những cái content đó không? Cái content bán hàng và cái content dạng chia sẻ nội dung thôi, giá trị thôi, thì mình có cái cách nào cân đối cái đó? Hay là mình trong một cái clip thì nó có chứa cả hai, ví dụ như là vừa chia sẻ kết thúc là nói về thông tin bán hàng. À, với Mê Lan TV thì mình sẽ làm cách nào? Mê Linh TV thì đặt cao cái vấn đề là chia sẻ nhiều hơn là bán hàng. À, thì là hầu hết Clip các clip là thì để chia sẻ, live stream thì để bán hàng. Nó phân biệt hai cái đó. Ví dụ như là trong một tuần mình sẽ ra 3 clip đi, và thời điểm là thứ 18 giờ là mình ra clip để mình chia sẻ những cái giá trị có ích cho cộng đồng. Thì cái thời lượng live stream các bạn nhân viên bán hàng bạn sẽ bán. Thì mình cứ vậy, thì mình chia sẻ, nghĩa là người làm nhiệm vụ này, người làm nhiệm vụ kia, thì nó sẽ ok hơn. Lâu lâu thì bản thân Thông thì cũng lên làm vài cái clip bán hàng vậy thôi, nhưng mà cái clip của Thông lên thì nó sẽ đột phá về đơn hàng, nhưng mà Thông cố gắng là mình không tham cái đó, mình phải duy trì được cái kiên định của mình là mình lập ra cái kênh này để mình chia sẻ những cái cách chơi lan, giúp cho nhiều người chơi lan hơn, thì mình kiên định với đó. Thì cái clip của Thông là đa số là chia sẻ là nhiều, còn bán hàng thì cho người khác. Nhưng mà thôi, dù Thông lên bán hàng thì bán rất là, làm clip bán hàng thì đơn hàng nhiều, thì nhưng mà mình cũng phải nhìn và là kiềm lại. Nhưng mà bây giờ quay lại có một câu hỏi này, Lan nó có cái gì hay mà mình mê dữ tại, thiệt, tại vì không hiểu tại sao có những cái người họ rồi, cái đam này mê, để chia sẻ luôn để. kể nghe có cái bà kia bà lại rất mê đất sét nha, suốt ngày chơi với đất sét giống như tự kỷ vậy đó, lấy đất sét nặn ra con này con kia mà nặn ra rất là nhiều những hình ảnh rất là đẹp nha, đó bông hoa đồ nhìn như thật luôn, nhìn nếu mà chụp hình là mình không biết cái đó bằng đất sét luôn. Còn về mê lan thì tại sao lan nó có gì đâu mê, nó cũng là cái bình hoa bình thường, như là bản thân mình là mình nhìn vô lan mình không có một tí cảm xúc nữa hết. Thì đó mới Thông Thông đang chia sẻ cái đam mê về Rồi lan như thế nào. nè, bây giờ nó mọi cái đam mê đều nó xuất phát một cái gì, có chơi mới có mê. Chê mắm ơi hả? Không, thực tế là vậy mà, giống như Thuận chơi đá banh đi, Thuận sẽ mê cái vợ vợ Thuận ở nhà chứ, làm gì mà 11 ông chạy theo trái banh vậy, đúng chưa? Nhưng mà anh em mình vô chơi đó thì nó rất là mê. Bản thân như người chơi hồng họ sẽ rất là mê hồng, mà người chơi lan họ sẽ rất là mê lan. Người chơi chim và chơi cá cảnh thì mỗi người họ họ khi mà họ đặt cái tâm trí họ vào thì sẽ rất là mê. Giống như Thuận Thuận là đam mê chia sẻ, thì khi khi Thuận thấy là cái việc đó nó mang lại nhiều cái hay, cái niềm vui trong cuộc sống và cho nhiều khác nhiều cái lợi ích, thì Thuận sẽ thấy cái đó thì Thuận mê đó, kiểu vậy. Thì mình nghĩ là mình cứ phải có Phải tham gia thử, vào phải những mê thử. được. Rồi, bây giờ có một câu hỏi dành cho Thông nè. Thông hãy liệt kê ra một số cái tựa, cái tiêu đề của các cái clip mà có nhiều người xem trên kênh của mình. Khoảng 3 cái tiêu đề thôi. Là có thể những cái tiêu đề gì để cho mọi người có cái kinh nghiệm nào đó. Biết chết liền luôn. Rồi, Như cái clip Thông hồi nhớ nãy thôi. á, là cái clip mà nhiều người xem cũng nhất nhì gì đó của cái kênh á, là cái clip mà là lúc mà mới làm luôn á, là chỉ là trồng lan bằng sơ dừa hay than củi tốt hơn thôi, nó không có gì là giật gân, nhưng mà đánh vào có nhu cầu người ta có nhu cầu để mà không hiểu cái chuyện đó là cái nào tốt hơn. Bây giờ trồng lan nó chỉ có hai, bây giờ phổ biến nhất là họ chỉ có hai chất trồng, đó là phổ biến nhất, sơ dừa than củi là dễ tìm kiếm nhất, nhưng bây giờ họ thắc mắc là cái nào tốt hơn, đó là phép so sánh. À, So thì mình sánh. đưa cái phép so sánh nó vào, nghĩa là bây giờ mình đưa ra cái câu hỏi là cái nào tốt hơn, xong rồi mình cũng đừng đừng giống như mình đừng có kết luận, mình đừng có dành trả lời hết của khách của người xem, để cho người xem thảo luận và người xem tương tác. Quan điểm của Mailand TV là chỉ chia sẻ, chỉ tạo cái sân chơi, tạo ra cái chủ đề cho tất cả những người chơi lan cùng tham gia, và cái cách mà học mọi người học tốt nhất là học qua lại nhau nè, và nhờ đó mà người chơi họ có sự gắn kết và họ tạo nên cộng đồng. Ok,
Mà tóm lại là trồng bằng sơ dừa hay là trồng bằng cái đó, cái gì đó tốt hơn? À, cái gì ta? Nó là tiếp tục đói Đừng nói ông không biết nha, ông không. ông chơi lan hỏi ông nhiều khi ông không biết hay là ông gọi là trá hình ha. Sao cái nào Không tốt biết, hơn biết bây giờ? chứ. Biết. Bây giờ tôi muốn trồng lan đây, bây giờ tôi đang muốn chơi để mê thử coi có mê không nè, thì trồng cái gì bây giờ? Nhà thì ở căn hộ thì làm cái gì mà có đất đai gì đâu. Trồng lan chết đi mới mê. Nuôi cá Ghê chết trời, mới mê. Chứ sao ghê ghê nữa? à, À, tin được tức không? Nhiều không khi trồng được, trồng không chết sao trồng tiếp. lãng không trồng được trồng tiếp à, Nghĩa là ghê. cái việc gì đó mọi người làm nội dung cũng vậy, mọi người tạo được cảm xúc cho người người xem, tạo ra cảm xúc cho người chơi là thành công. Đúng chưa? Ví dụ như bây giờ trồng lan bây giờ, ủa thấy ai cũng trồng được sao mình trồng được, tức cái gì trồng 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 được, wow, sung sướng trong lòng, trồng được tức lại Tức tức quá. tiếp, một là bỏ cuộc, một là bỏ cuộc, hai là đam mê luôn. Nghĩa là mình làm sao cho người người, người khách của mình họ có cảm xúc, tức là cảm xúc tốt, nhưng mà làm sao mà dìu cho họ đi lên được cái cảm xúc là cảm xúc thành công. Hỏi tiếp theo đó là trong quá trình mình làm cái kênh YouTube của mình, có bao giờ mình cảm thấy là mình bị đuối ý tưởng, không biết mình làm cái content gì, thì những lúc đó mình vượt qua như thế nào và có cái cách nào đó để mình có luôn luôn có nhiều ý tưởng để làm? Khi mà đuối ý tưởng là khi mà mình làm ra một số clip liên tục mà không có người xem á, nghĩa là người lượt xem thấp à. Thì lúc đó là mình cảm giác là không phải là cảm giác đuối ý tưởng đâu, mà cảm giác là nó thêm mất động lực. Cái cách mà vượt qua là mình quay trở lại kênh mình, xem những cái clip nào mà nhiều người xem nhất và Quay tiếp lại tục coi lại làm những cái tiếp tục à. làm những cái chủ đề đó. Thật ra sau này mình mới nghĩ ra một điều là YouTube mình nghĩa là mình học cách đó, nhưng mà sau này mình thấy TikTok á, họ họ làm theo kiểu đó, rất là nhiều người xem, cứ một chủ đề làm hoài, họ cứ xem hoài. Khi mà cái clip đó nó nhiều người xem rồi đó à, chẳng hạn như nhưng mà trên bên trên YouTube chứ, không phải là lặp đi lặp lại một chủ đề nhưng nó nhàm chán, tại dạng YouTube là dạng mà cung cấp thông tin, mình làm clip mình cung cấp thông tin, mà còn bên TikTok thì nó thiên về giải trí nhiều hơn, nó mới clip ngắn ngắn là thiên về giải trí nhiều hơn nên nhiều người xem. Còn YouTube là cung cấp thông tin, nghĩa là cái nhóm chủ đề đó nhiều người xem, mình đã thành công rồi, cái tôi mình cao nè, mình thấy rồi, xong cái bây giờ của kênh của mình cũng mấy chục ngàn theo dõi, clip nào cũng mấy mấy chục mấy trăm ngàn người xem, không lẽ mình đi làm hoài cái clip đó sao ta, cái tôi của mình nè. Nên là mình đi đi kiếm những cái chủ đề khác, hoặc đi kiếm những chủ đề nó khó ơi là khó luôn, nhưng làm ra không ai xem, xong làm không ai xem cũng xong cái cũng mất động lực. Nhưng mà cuối cùng mình sẽ quay trở lại những cái là cơ bản mà nhiều người xem, người thấy cái thế mà bám theo cái sườn đó mình làm, đã thành công rồi thì cứ bám theo cái đó mình làm, chứ đừng có nghĩ là mình phải thể hiện là mình biết mình này kia, không không cần như vậy, nó không mang tới cái thành công của trong việc làm nội dung. Và dĩ nhiên cái chuyện đó thì nghĩ là ai cũng bị sợ người khác đánh giá mình, nó kênh to gì mà làm ba chủ đề này ai cũng biết, nên là Lại mình có những quay lúc về mà mình đuối là do mình tự đưa mình vào cái đuối thôi, mình bạn. tự bỏ những cái mình đã khám phá ra, thế là mình phải cuối cùng mình phải là phải quay về quỹ đạo cũ. Nãy giờ mình nói khá nhiều về cái việc là mình làm những cái cơ bản thôi, những cái chủ đề cơ bản. Vậy giờ Thông hãy đưa ra một vài cái chủ đề cơ bản cho một cái lĩnh vực khác đi, mình thử sức đi. Ví dụ như cái lĩnh vực đào tạo đi. Đó, mình đang làm đào tạo nè. Đúng không? Thì theo Thông là có chủ đề gì mà nó rất là cơ bản mà mình có thể sử dụng để làm trên cái kênh YouTube của mình? Đây chủ đề mà đang nói đây, Chủ làm đề đang nói. YouTuber với một chiếc điện thoại, Cơ bản. quá cơ bản đúng Bởi vì không? xong cái này Nên là là bây sẽ giờ Thông ngồi đây chia sẻ nhiều khi múa rìu với mất thợ đó mọi người, trong khi Thuận Thuận nắm hết trơn rồi. có gì đâu, thật ra là một người trải nghiệm thực tế, Thông là một người làm thực tế, giống như một người đi đào vàng, còn Thuận là một người đi là mài cái rìu, chế ra cái rìu đó để bán cho mấy người đi đào vàng, là cái người thợ rèn, mà cái người thợ rèn chưa chắc đi đào giỏi bằng những cái anh đào vàng chuyên nghiệp.
Nhưng mà Đúng những rồi. anh đào vàng chuyên nghiệp thì anh ấy thường sẽ mua những cái rìu của anh là thợ rèn, đúng không nào? Trong Mỗi cuộc người sống một thì nó việc có hai cái nhóm người như thế, và cái người nào cũng có ích hết, và cái người nào cũng có cái lợi thế riêng của họ. Cho nên ngày hôm nay thì ông thợ rèn mới mời cái ông đào vàng và tới đây để ông chia sẻ cái kỹ năng đào vàng thực tế như thế nào, đúng không, cho các bạn. Đó mới là độc đáo, đó mới là hay, đúng Đúng không? rồi, nhiều khi cũng có cơ duyên mới chia sẻ chứ. Nhiều khi ông đào vàng mà chia sẻ cho ông làm rìu, làm rìu rèn rìu luôn rồi, đó là ông không bán rìu nữa, là ông đào vàng không đào được à. Không, tại vì Đôi khi em thật ra thì cái mà định hình được, có một cái nơi mà mình có thể định hình được là mình sẽ bắt đầu như thế nào thì nó rất là dễ. Còn cái thời của Thông làm đó là thời cũng mày mò qua Google, nhưng mà nó thật ra thì Google mà mọi người biết mà viết viết content đó, mọi người biết mà viết content là làm SEO là chủ yếu, chứ mà còn chia sẻ nội dung có giá trị không thấy được đâu nhiều hết, nên là cũng mày mò vào trong thời gian khá là dài, mất thời gian. Thay vì mọi người có người dẫn đi, ví dụ như có người anh phải đi đào tùm lum chỗ để anh kiếm được mỏ vàng, thì bây giờ không nói ông làm xẻng làm cuốc nữa, mà hôm nay mà ông chế ra cái máy rồi máy dò vàng đó, mình dò 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 nó có tín hiệu lên là mình xuống, là nhiều khi cái tỷ lệ thành công có thể là 70% thôi, nhưng nó cũng nhanh hơn là cái chuyện là mình sẽ mò. Thì bây giờ là lợi thế của các bạn là có quá nhiều người hỗ trợ rồi, có quá nhiều luồng thông tin rồi, cái việc cuối cùng của mình là action, cầm điện thoại lên quay bất cứ lúc này cho tài khoản trong điện thoại của mình, lúc nào cũng có YouTube sẵn luôn, làm và Quá kiên dễ trì ha. vậy thôi. Làm liên tục. Nói về một tí xíu về SEO, tức là tối ưu công cụ tìm kiếm đi. Thì với một kênh YouTube, ngoài cái đề xuất thì cái nguồn tìm kiếm nó cũng rất là quan trọng. Tại vì cái nguồn tìm kiếm thì nó có được cái chất lượng cái người tìm kiếm đó. Cái Đúng người rồi, tìm đúng kiếm rồi. thì cái khả năng mà họ có sẵn cái mong muốn để mua sản phẩm, mua hàng của chúng ta nó rất là cao. Thì theo Thông là có những cái yếu tố gì để giúp cho cái việc tìm kiếm nó tốt nhất, tức là thứ hạng tìm kiếm nó cao? Cái mà Thông thấy là cũng một chữ tham thôi. Bây giờ chẳng hạn như phân tích nha. Hoa lan, thấy chữ nghĩa là hoa lan, đen rô, nắng. Bây giờ phân tích cho mọi người hiểu nha, hoa lan là nhóm thì rất là nhiều người tìm, cái người họ chưa biết gì họ là họ cũng giống như Thuận đi, Thuận sẽ đi tìm hoa lan, xong rồi Thuận phải tìm hiểu kỹ lắm thì mới biết là trong hoa lan nó có hoa lan dendro, rồi trong nhóm dendro đó nó có dendro nắng, nhưng nên là cái từ hoa lan là cái từ mà nhiều người sẽ tìm nhất, nhưng nếu mình tham mình sẽ chọn như đó, tại mình nghĩ là nhiều người tìm dĩ nhiên sẽ nhiều người SEO. Bây giờ là cái cách mà Thông làm SEO là Thông chọn từ khóa ngắt, đúng không? Đánh vào cái ngắt của trong cái nhóm bự thôi. Còn mình mới mà mình ra mình đối đầu với là cái nhóm bự đó đi, thì mình lại thua, mình không cạnh tranh lại được. Cái này là giống như hồi xưa Thông làm bên điện thoại thì cái làm SEO này nó cũng chọn cái ngắt đó rất là thành công, nghĩa là cái ngắt là cái ra đơn hàng, chẳng hạn như ai điện thoại iPhone 13 mà màu hồng nữa là nó là đúng yêu nhu cầu. Tôi nó đang tìm điện thoại iPhone 13 màu hồng, mà ít người tìm hơn là điện thoại iPhone 13 đó, nên là mọi người nếu mà cái lĩnh vực của mọi người là mọi người cứ chọn cái từ khóa mà chi tiết không thể chi tiết hơn nữa thì mọi người sẽ ra được đơn hàng cao hơn. Cũng giống như là làm YouTube, nhưng mà rất là nhiều người cái chủ đề đó rồi, nhưng mà làm YouTube chỉ bằng điện thoại là bắt đầu ít lại, và từ Đúng con số rồi, 0 là nó ít nữa rồi, dành cho phụ nữ nó càng đúng ít rồi, nghĩa nữa, là đúng không? dành cho bà mẹ bỉm sữa, hoặc là dành cho người mới bắt đầu chẳng hạn vậy Đúng rồi, dành kiểu, cho thì nó BD mình đi vào cái ngách. đâu có ai làm cái đó đâu, cho nên là sẽ cắn được cái lượt mà SEO. Đúng rồi, ví dụ như cái kia 1.000 người tìm kiếm mà cái này chỉ còn 10 người tìm kiếm thôi, thì 10 người tìm kiếm trong đó khoảng 30% trở thành khách hàng của mình là được rồi, quá Ngon, nhanh luôn. đúng. Ví dụ bạn làm 1 clip 5 phút, bạn up YouTube mất thời gian tải 3 phút, đường truyền chậm thì 5 phút, ngồi đặt tiêu đề, thiết kế thumbnail trên điện thoại luôn. Nếu mà có 100 lượt xem và 10 đơn hàng, cái chuyện đó ao ước luôn á. Không mà nó rất là dễ thành hiện thực nếu mọi người cứ bắt tay vào làm. Và đặc biệt là cách 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 mà chọn chọn chủ đề, chọn lĩnh vực mình dấn thân vào đó,
làm sao nó khai thác được cái lợi thế của bản thân, nhiều sự hiểu biết hay là cái sự đam mê của mình hay là gì đó kiểu vậy. Dù đam mê trang điểm Ở cứ cứ bán thì rồi quay lại cái chuyện là ví dụ như mình nói lại cái việc là SEO đi, là cái chủ đề quan trọng là cái ngách á, không ta sẽ cái volume tìm kiếm nó không cao nhưng mà cái competitor tức là cạnh tranh nó thấp thì dẫn tới đó dẫn tới là cái khả năng là được tìm nó cao, lên top 1 liền. Rồi cái đó thì bắt đầu mọi người đã bây chắc giờ là nói đã tới hiểu kỹ thuật sao? cái kỹ thuật một xíu là cái gì. Kỹ thuật thì khi mà mình đã xác định được cái từ khóa mà mình muốn đánh vào rồi, thì đầu tiên cái từ khóa mọi người phải chen vào tiêu đề một cách khéo léo, nhưng mà tiêu đề của mình nó không nhàm chán. Thuận lấy một cái ngành gì đi, hay một cái ngành gì cũng được. Kỹ năng nói chuyện trước đám đông đi. Kỹ năng nói chuyện trước đám đông dành cho sinh viên mới ra trường. Thêm cái từ khóa nữa. Đúng vậy, nghĩa là theo nó dài ra, bây giờ kỹ năng nói chuyện trước đám đông thì nó chung, nó vẫn còn chung chung giống như cái hồi xưa mình đi học á, Thuận, là cái lúc mà thầy dạy cái nghiên cứu thị trường á, thầy nói là phân tích nhu cầu, là nhu cầu tới chừng nào mà không phân tích được nữa thì mới đặt câu hỏi để nghiên cứu thị trường á, nghĩa là cái từ khóa mà không chi tiết được nữa dành cho sinh viên mới ra, hay là dành cho sinh viên ngành kế toán luôn chẳng hạn, nghĩa là mình đưa cái từ khóa nó vô nhưng mà mình thêm những cái từ mà nó đánh vào cảm xúc á, chẳng hạn như nó hot hay là 10 kỹ năng không thể thiếu hay là gì đó, nghĩa là mình tiêu đề của mình là dĩ nhiên nó hấp dẫn rồi nhưng nó phải có cái từ khóa đó. Rồi đó là một cái. Rồi tới cái phần mô tả. Cái phần mô tả là mình lặp đi từ khóa lại 2 lần. Nhưng làm sao mọi người cố gắng mọi người viết thì viết cái đó, gọi là ở đây có sư phụ dạy content rồi, chen từ khóa mà làm sao cho nó nghe nó vẫn hay, cái đó là cái chuyện, đó là chuyện của sư phụ đây rồi. Thì đó là cái cách. Rồi sau đó là trong tiếp theo là cái phần keyword, nó ở dưới đó, dưới phần mà lúc mà đăng cái video lên đó, nó có cái chỗ là điền gì ta, Mô thấy tả chưa, nè, keyword là tag nè, hashtag ở nè. chỗ keyword tab á, chỗ tab á, chỗ tab là kia nó không dùng từ keyword, nó đã dùng từ tab đó. Đó là Tag một á. cái nữa, và cái tên file thì mọi người cố gắng đọc đặt tên của cái file của mọi người đó, nó có từ Cái khóa link của nó mình luôn. post lên, đúng rồi cái đúng link rồi mình đúng rồi post đúng rồi là mình phải đặt từ đúng đầu rồi cái tên luôn, chứ nhiều đúng người rồi cái clip mình xuất ra cái đặt cái tên là clip số 1 gì đó, clip số 2 đó, là nó cũng mất đi cái khả năng mà SEO đúng không, nó giảm đi. Nói chung là chỗ nào mà YouTube nó cho mình thao tác được, gõ chữ được thì mình cố gắng mình chèn từ khóa vô vậy thôi. Con câu hỏi này đặc biệt dành cho Thông này, câu hỏi này chắc cũng có nhiều người quan tâm nè, cái số tiền Đặc lần biệt luôn. đầu tiên lần đầu tiên mình kiếm được từ YouTube là bao nhiêu, mình lãnh từ YouTube số tiền đầu tiên nha, Không nhớ nhớ rõ lắm nhưng mà nhớ rõ là số tiền đó là đi nhậu. không? Hình như là 2 triệu mấy đó nha. không nhớ rõ là bao nhiêu nhưng mà nhớ rõ là mình dùng làm gì thôi đúng không, đúng dùng để rồi đi đúng rồi nhậu. như 2 triệu mấy, 2 triệu mấy nhớ là như 2 triệu mấy sao đủ bữa nhậu cho mấy anh em. Bao nhiêu tiền kiếm bao nhiêu tiền thì nó không quan trọng bằng kiếm bằng cách như thế nào đúng không, kiếm bằng cái con đường YouTube nó có cái vui, cái ngày hôm nay mình kiếm được mình thấy nó vui đó, tại vì đó là ước mơ của nhiều người mà chính mình đúng Không phải cái YouTube nó lợi ích, mà là lợi ích mà khi mọi người có một kênh YouTube mà có lượt xem đều đều á, mọi người biết gì không, mọi người chủ động được trong cái việc kinh truyền doanh của thông mọi người. Thời chủ xưa động là trong phụ kinh thuộc, đúng, mình chủ động, bây giờ tại sao mình phải đi thuê kênh này thuê kênh kia đúng không, trong khi cái kênh của mình chủ động được thì cái việc đó là việc quan trọng nhất, nghĩa là khi mình muốn truyền thông cái thông điệp nào đó thì mình có thể thực hiện ngay lập tức, hoặc là mình và cái đối tượng của mình là hoàn toàn đúng đối tượng của mình luôn, chứ còn mình đúng đi luôn. thuê kênh ngoài hay mình thuê trang Facebook này đăng bài, TikTok kia làm clip thì cái đó từ đó đối tượng của họ, còn đây là đối tượng của mình, cái này là thật sự là giá trị nhất luôn. Khi mọi người giống như Thuận đi, Thuận sẽ có người xem của Thuận và những người họ những người yêu thích học hỏi chưa, nào là cái bạn nào đó bán mỹ phẩm thì chuyên chia sẻ về cách trang điểm, sáng đi làm trang điểm là sao, tối ngủ dưỡng da là sao, nghĩa là khi cái đối tượng nó là đối tượng hoàn toàn là đối tượng mục tiêu của mình luôn, nên là Chuẩn. mình chia sẻ, mình truyền thông chủ động, đó là cái lợi ích nhất luôn. Mình có thể truyền thông để bán hàng hoặc là mình truyền thông để mình chia sẻ, cái đó là tùy cái mục đích truyền thông của mình. Nhưng mà nó giúp mình chủ động cái việc đó rất là nhiều và tiết kiệm chi phí cực kỳ cao, chưa nói tới chuyện bán hàng nha.
chưa nói tới chuyện bán hàng, khi các bạn có một kênh các bạn tiết kiệm rất là nhiều tiền và các bạn chủ động làm được rất là nhiều việc. Dạ, Và chính xác. nếu mà doanh bán hàng trên YouTube thì nó cũng khá là lợi hại, nó khá là hiệu quả. Khi các bạn livestream thì các bạn vẫn có đơn hàng đều đều mà nó do cái tính tương tác nó hơi thấp nên nó ít hơn Facebook một tí thôi. Nhưng mà YouTube thì nó lại được cái lượt xem nó lại đều đều lắm. Với lại có phải là cái đối tượng sử dụng YouTube đó là cái đối tượng nó có cái độ chuẩn, tức là cái độ tuổi hoặc là cái phân khúc á nó rất là chuẩn đúng không nào? Nó chuẩn với lại cái việc mình đang kinh doanh. Thí dụ như giờ trên TikTok đi, có thể xem đông nhưng mà cái tỷ lệ convert mua hàng nó sẽ thấp hơn YouTube. Đúng không nào? Có thể đó là cái do cái thuật toán của Google nó tiếp cận được đối tượng chính xác hơn, nghĩa là nó đo lường như thế nào đó thì mình không rành. Nhưng mà có một cái đó là cái tính tương tác thấp của YouTube đó, nó có cái lợi nha, thì nó hạn chế được trẻ trâu đó. Đúng không? Nghĩa Đúng là rồi. những người Chính xác. tại vì tương tác thấp thì những người họ cái này nó có giá trị với tôi, nó đáng cho tôi cho một like, nó đáng cho tôi một comment thì tôi cần mất nhiều thời gian hơn để tôi làm chuyện đó. Còn cái chuyện mà ví dụ mạng xã hội khác như TikTok hay gì đó lướt rất là nhanh hay là comment rất là nhanh, thả giận dữ rất là nhanh, thả ha ha rất là nhanh thì cái chuyện đó là cái hoặc là like dạo cũng rất là nhanh thì nó bù lại là cái đối tượng nó rộng nhưng mà nó không có chính xác bằng bằng của YouTube là như vậy đó. Còn dù như mà cái đối tượng này đã like cho tôi một like rồi hoặc là đã thả cho tôi một cái comment à cảm ơn sư phụ hôm nay đã chia sẻ một clip rất hay, nghĩa là người đó rất là cần là cái thông tin đó và họ thấy có giá trị thì họ mới chấp nhận bỏ ra thời gian lâu hơn để họ làm cái chuyện ý nghĩa hơn. Còn cái Đúng mạng rồi. xã hội mình như nhau họ tương tác dễ dàng thì nó lại thiếu ý nghĩa của cái hành động đó, thì theo Phong nghĩ là nó vậy. Thì nó quay trở lại cái câu chuyện là mình làm YouTube hay không á, thì mình làm bản thân bây giờ thông ngồi coi làm cái clip hồi xưa làm mới mới mà lúc mới làm YouTube á, ngồi nói ngại ngại bắt đầu nhìn nó xong nó ngại ngại mà không dám nhìn camera rồi liếc 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 là nhìn sao nó cũng không được đàn ông lắm nữa. Đó Ủa có là ví dụ khi mà mình làm rồi càng ngày mình càng chuyên nghiệp lên, nghe mình có sự tiến bộ, mình nhìn về cái quá khứ của mình nữa mình mắc cỡ lắm. Nhưng mà thật ra cái đó là những cái đó nó mang lại hiệu quả cho mình nhiều á, những cái giống như cái clip hồi nãy á. Nhưng bây giờ bản thân bây giờ mình làm mình theo kiểu là chuyên nghiệp đi thì nó cũng đâu có ai xem đâu, nhưng mà cái clip mình làm amateur vậy á thì rất là nhiều người xem, thì mọi người cứ mạnh dạn làm. Bây giờ mình đã học rồi, mình hình như lúc này là mọi người cũng đã qua cái khóa training rồi đúng không Thuận? Đừng như thông hồi xưa mất rất là nhiều thời gian để nghĩ rồi để tìm hiểu này tìm hiểu kia rồi phải à, lên thường là câu hỏi mà hay hay đặt nhất trên YouTube là trên Google là mọi người biết không, là cách làm YouTube như thế nào hoặc là cách kiếm tiền YouTube như thế nào, cứ lên tìm bắt đầu ta hỏi nào phải sắm thiết bị này làm kia rồi nội dung họ chỉ rất là nhiều thứ không cần rồi đọc xong cũng nhiều khi vô đọc cũng hết bài rồi xong cũng chán đi ra, nhưng cứ làm bây giờ giống như học xong khóa cái Thuận cũng đã hướng dẫn mọi người những cái cơ bản rồi là thế là mạnh dạn mình làm đây rồi nè, bây giờ tới bây giờ luôn, tới bây giờ là đã có là gọi là tuyển người edit và quay phim, nhưng mà Nhưng vô mà đòi á, đòi mua máy ảnh nè, ảnh đòi ảnh mua nhưng mà gimbal nè, đòi tại mua sao mà đó giờ mình không mua, mình vẫn xài điện thoại cho tới bây giờ luôn các bạn, bây giờ là vẫn xài điện tại thoại nha. nó quá tiện luôn. À điện thoại nó Nếu mà tiện dựng được hơn. cái clip để và đỡ mất thời gian đấy, bằng mọi người dựng một cái clip bằng máy tính, bây giờ máy tính của mọi người mua phải là 30 triệu đi, hoặc là mười mấy triệu, gần 20 triệu thì mới dựng được phim. Đúng rồi. Mà để dựng được phim trên máy tính thì cái phần mềm đó mọi người học rất là phức tạp. Còn cái phần mềm mà dựng phim bằng điện thoại thì 5 phút ai cũng làm được trơn. Thông Tại thông sao mọi xài người phần không mềm làm gì? đủ luôn á? Thông xài phần mềm gì? Gì Thường vậy? thường xài cái nào để cho nó nói luôn cho mọi người biết là mọi người sẽ khi đi À trước kia thì master. sử dụng KineMaster. À còn bây giờ là sử dụng InShot, nó đơn giản hơn. Tại sao mọi người thấy không? Thông làm á, Thông đi từ cái phức tạp rồi xong xuống cái đơn giản, chứ không có yêu cầu đi từ cái phần đơn giản ồ biết rồi ta lên cái phức tạp nhiều kỹ năng hơn, không cần. Tại cái clip của mình nó đâu cần gì đâu, clip mình vlog mà đâu có phải là clip điện ảnh đâu mà cần stream gì, ta cần gì đâu. Khi
rồi làm đủ cái kỹ thuật đó, không cần cái nội dung của mình nói là nội dung của tôi gồm 4 ý, nói ý này ý này ý này, ý này tôi quay hoa, ý này tôi quay cây, ý kia là thế, là mình dùng cắt ghép rất là nhanh, làm sao nó cho là cái công việc của mình nó nhanh nhất và nó ra clip tới người xem kịp thời nhất là ok, không cần phức tạp. Và ứng dụng không càng ngày không càng đơn giản đi, và chỉ dùng những thao tác nha, cắt ghép hết, cắt cái đoạn này dư, đoạn này nói lặp lại dư ý, cắt bỏ cắt bỏ ghép sao cho nó trơn tru nhất là xong, không còn cái gì nữa luôn á. Thiệt. Rồi mấy bạn mà mới vào làm, những mấy bạn trẻ trẻ, mấy bạn hay đòi hỏi về thiết bị, mấy bạn trẻ là ngoài cái chuyện đòi, mấy chuyện mà vô một cái studio làm, mà nó là vô làm studio làm edit rồi kia, cái việc đầu tiên là mình thỏa thuận thu nhập ok hết rồi, cái việc thứ hai các bạn đều đòi hỏi là có thiết bị có gimbal không, có máy ảnh không, rồi máy móc, rồi sao 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 nguyên cái bộ đó mới mà sắm đủ với cả 100 triệu là không cần. Nên là tất cả các tin điên đăng tuyển của thông trên mạng là tuyển edit bằng điện thoại. Vậy là mấy đứa Nghe mà đệ tuyển tử của Thuận là có thể là apply bên thông được á, tại vì toàn là quá. dựng video bằng điện thoại thôi, không trăm phần Đúng trăm rồi, thiên nghĩa là thiên quay trường dựng trăm bằng phần điện thoại, quay trăm dựng bằng điện thoại mình vẫn lấy nút bạc được, và vẫn có đơn hàng được, vẫn có lượt xem, mà đâu cần phải phải mọi người quá chi, mọi người đâu không cần phải cần trình diễn tôi là YouTuber, tôi là người làm YouTube. Mấy anh mà nói là ra gắn mác YouTuber cầm cái gimbal đi thì có sai đâu, nhưng thật ra về về có view không biết rồi nha. hơn nhau là cái view, mà chưa kể Đúng rồi, là người ta làm cái clip một 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 ngàn view đi, người ta sử dụng máy móc ha, cả 100 triệu, còn mình có cái điện thoại thì mình vẫn hiệu quả kinh tế hơn, đúng không? đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Còn nếu mà nói về chia sẻ cái động lực để cho mọi người làm á, phát triển được kinh doanh của mình bằng cái kênh của mình đó, đó mới là thành công. Thật ra nó mang lại cho những mọi người rất là nhiều cái lợi, miễn mọi người cân đối được cái chuyện là mọi người đóng góp cho cộng đồng và mọi người bán hàng trên đó, cân đối chuyện đó đừng có lạm dụng nó quá thôi, nó sẽ mang lại cho mọi người doanh số cũng cũng nó nhỏ nhưng cũng ổn lắm. Cũng ổn mà. Ok, Không, nó rất là ổn luôn, nó không phải, nó không làm cho mọi người phải mệt mỏi đi đăng bài hỏi nhóm này đăng bài hỏi nhóm kia, nó chấm dứt cái việc đó của mọi người, mà mọi người vẫn có đơn hàng khỏe luôn, đâu, nói lại và coi, đặc nói biệt lại cái là đoạn, khi mọi người nói loạn cái đoạn mà cũng ổn coi, nghe thử coi cho mọi người nhớ lần nữa coi sao. YouTube nó giúp mọi người bán hàng rất là ổn luôn. Đó. Thì ra là Mọi người bây giờ mọi người biết làm web không? Không biết đúng không? Khó lắm, làm web nó khó lắm. Nhưng làm YouTube nó cực dễ luôn. Và biết không? Không là người làm web, là người làm marketing và sống bằng web. Trước đó làm điện thoại đồng sống bằng web rồi rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ lập công ty 3 năm rồi mới xong cái web mà YouTube có nút bạc. Thì điều đó chứng tỏ là không không còn làm web nữa. Cái YouTube nó không thay làm web cho web mình luôn. mệt mỏi, web YouTube làm nó mệt thay cho mỏi web luôn. Quá lắm mệt luôn. YouTube nó mà. thay cho web luôn rồi đó. Nói chung là lời khuyên cho mọi người là muốn có, thật ra ai cũng mong muốn là làm YouTube để có thu nhập. Đó là cái mục đích cuối cùng. Và cái thu nhập từ quảng cáo thì nó cũng có thể là có. Hay khi mình đột mình gọi là bùng phá về về lượt xem, nhưng mà thu nhập về bán hàng, về bán hàng, về chia sẻ, về kết nối, tạo được những cộng đồng để mình hoạt động kinh doanh trên đó, nó rất là thành công, rất là dễ. Và chúng ta sẽ tới với câu hỏi sau cùng trong buổi tối hôm nay. Thời điểm nào đưa clip lên thì sẽ có nhanh lượt xem nhất, nhiều view, mình post clip lúc nào thì nhiều view. Nó không có một công thức, nhưng mà thường thường là mình thấy cái hành động là cái mình xét đó từ mục tiêu của mình đó, đúng không? Nếu mà cái kênh của mình dành cho người lớn tuổi đó, nó khác, kênh của mình dành cho thanh thiếu niên nó khác, kênh của mình dành cho người mà đi làm nó khác, cái thời gian biểu của ta khác, thì ta sẽ online lúc nào thì mình là sẽ làm lúc đó, nhưng mà kênh của mình nó sẽ phản ánh cho mình cái chuyện đó. Mà khi bạn có kênh mà bạn có lượt xem rồi, bạn sẽ được phân tích được là view giờ nào cao nhất. Nếu mình phân tích trong kênh của mình, nghĩa là đối tượng của mình họ sẽ xem cái thời điểm đó là cao nhất, thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ đăng trong khung giờ đó.
Nhưng mà giống như cũng mấy quay trở lại một cái vấn đề, quay lại một cái vấn đề như này, mình chọn đi thị trường ngách hay mình chọn đối đầu với lực xem khủng, đúng rồi. đúng không? Chẳng hạn như bây giờ cái thị trường của mình là thị trường ngách, còn cái lực khủng là người ta chọn giờ hot, giờ vàng hết rồi thì mình né giờ vàng ra, mình đi trước Cứ giờ 8 giờ vàng. tối, 8 giờ rưỡi là những cái giờ rất là nhiều người bót. À, Nhưng mà nó mình lại phải có nhiều đề xuất, nó nhiều đề né. xuất thì mình phải tranh thủ trước. Thì bản thân không làm á, không làm TikTok cũng vậy, hay là thân làm YouTube vậy, không tranh thủ trước, nghĩa là đi trước giờ vàng để mà có thời gian tiếp cận. Mình là thị trường ngách mà cái người chơi lan đâu có nhiều đâu, Thôi vậy là vậy mình vậy thông bót lúc mấy giờ? Cái thời gian mà thông bót hiện tại của thường là Mela 18 TV. giờ, 18 giờ nó cũng xuất phát từ cái là phân tích kênh của mình đó, phân tích kênh của mình. Ví dụ như mình thấy người ta là khoảng 19 giờ là cái đối tượng xem của mình họ sẽ xem nhiều nhất. Nhưng cái hành vi của người, cái hành vi của khách của mình, cái người xem của mình là họ phải tưới lan lúc 5 giờ chiều, hay là sau đó họ ăn cơm ăn nước. Và đối tượng của mình chủ yếu là những người ở tỉnh, ở ở khu nông thôn hay ở thành phố, thì cái hành vi của họ sẽ khác nhau nên thời gian xem của họ sẽ khác nhau, nó không Họ không ăn có một cơm phân tích sớm chung được hết. và họ ăn cơm sớm và đi ngủ sớm. Đúng À, không? đúng rồi. Cái đối tượng chơi Nhưng lan mà thực ra là mọi người nè, ăn ngon ngủ có thể mọi người sẽ bị lầm tưởng với đối tượng xem của mình đó. à. Giống như những người chơi lan đây, ai cũng nghĩ họ lớn tuổi, nhưng thực tế là chỉ có 25 tới 35 tuổi thôi là người chơi lan nhiều nhất đó. Nghe là thống Vậy là kê, từ nghĩa là cái chủ, cái trong đầu của mình hồi xưa cũng vậy á. Hồi xưa mình ra quảng cáo Facebook mình cũng xét là ồ, những người chơi lan chắc là những người lớn rồi, nhưng thực tế giờ là thanh niên không à. Thì đó nghĩa là mình phải xem thống kê kênh của mình đó để mình rút ra được cái đối tượng mục tiêu của mình, để mình có cái hành động nó phù hợp, nó hiệu quả. Chứ nó không có một cái thông tin nào mà cụ thể cho tất cả các kênh đâu. Đối tượng nữ khác, nam khác, già khác, trẻ khác. Giống như trẻ, giống như học sinh đi, đối tượng dành cho học sinh đi, thì mình phải né giờ đi học thôi. đúng Mình rồi, canh giờ đi giờ học mà, đâu thì bố mẹ ở nhà phải cho xem laptop điện thoại là giờ nào, giờ giải lao của các bạn á. à, bạn Lê Minh Động tiếp tục có một câu hỏi là anh đăng video theo lịch trình như thế nào, có nghĩa là tuần mấy clip rồi đó. À, tại mình không phải là một YouTuber chuyên nghiệp nên cái chuyện đó mình không xét. Hứng làm. Có cái nội dung Còn khi hay, mà ý mình tưởng hay. khi mà có ý tưởng là có nhu cầu, hoặc là ví dụ khách hàng họ hỏi nhiều về vấn đề đó quá, hoặc là phải theo thời tiết, chẳng hạn như là mùa này thành phố Hồ Chí Minh mưa nhiều phải xử lý thế nào, nghĩa là nó theo cái nhu cầu của cái việc chơi lan, cái việc kinh doanh, chứ nó không phải là một YouTuber chuyên nghiệp để mình theo cái là vlog, là hôm nay mình ra chủ đề này, mình hứa hẹn mình ra chủ đề kia, thì nó cũng không theo lịch trình lắm. Nhưng mà mình hứa là mình phải ra, chẳng hạn như mình hứa à hôm nay mình hứa chỉ hướng dẫn trị cái bệnh này, mình hứa là thứ tư mình phải có cái clip đó, thì mình nên giữ cái uy tín đó để cho người theo dõi họ 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 như như tiếp tục vậy theo dõi mình. như vậy như vậy thì mình thường mình sẽ đọc comment, mình sẽ rất là thường đọc comment để mình biết là người ta muốn chia sẻ cái gì, đúng không? Chính xác, ý tưởng từ comment ra. Nếu mà các bạn mà cứ đăng lên xong cứ bỏ mặt comment, ý tưởng trong comment nó cực kỳ nhiều luôn, đã lắm, toàn ý tưởng cắn view không à. Thì bởi Thông mới nói là YouTube nó sẽ dạy mình, nghĩa là YouTube bao gồm đó là người xem luôn á, họ sẽ dạy mình là mình cần làm cái gì. Thì khi mình cứ cứ bơi giai đoạn đầu là mình tự mò, nhưng giai đoạn sau là rất là dễ. Thì mà vừa YouTube nó không gửi những bài học cho mình, nó gợi ý cho mình, nó dạy mình luôn. Thực tế là YouTube nó có dạy mình đó, nó mở hẳn một cái studio để nó dạy mình luôn, rồi sau đó người xem họ bắt đầu họ sẽ dạy mình, hành vi của họ họ sẽ hành vi của người xem họ dạy mình, comment của người xem để lại họ dạy mình đó. Và ý tưởng trong đó nhiều lắm, ý tưởng trên từ khi đọc comment là mình làm hoài hết ý tưởng nếu mà xuyên. Chứ còn mình thì mình giống mình làm kinh doanh nữa, rồi mình cũng áp lực doanh số, hàng hóa, tồn kho, rồi tùm lum đối thủ tùm lum cái, nên là mình cũng 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 phải cố gắng để mình hoàn thành cái lời hứa của mình với khách vậy thôi. Ok, à, một cái câu trả lời cũng rất là hay, là từ bạn lưu ý là ý tưởng của mình từ cái comment, và cái lịch trình ở đây là chúng ta đối với Mê Lan TV là phục vụ những cái comment đó, những cái câu hỏi thì Mê Lan sẽ làm, chứ không phải là theo các kiểu như YouTuber là phải lên một cái lịch trình mỗi tuần là bắt buộc phải có bao nhiêu clip. Đôi khi có những cái tuần thì Mê Lan sẽ có nhiều clip, mà cũng có tuần sẽ ít, hoặc có tuần là không có clip luôn, nhưng mà đã có Đúng ý rồi, đúng rồi. tưởng, đã có cái nhu cầu, đã hứa gì đó thì cũng sẽ làm, đúng không nào? Đúng rồi. Rồi ok,
một cái câu hỏi, hơi câu hỏi sau cùng nha các bạn nha, thời gian chúng ta cũng không còn nhiều. Thì bây giờ chốt là bài câu là câu câu kết chứ bài câu cùng, câu kết là làm đi đó, chỉ như vậy thôi. Rồi, ok, cảm ơn phần chia sẻ của Tâm Trần.